Ngồi buông rồi nó chỉ tơ anh nói gì đó hả? Chồng luôn khăm anh đi đi rồi đầy men cột hơi của mũi rồi cột mai rồi rồi mình làm thoại mà đấy để cái chiều chiều không biết mình biết đấy chị mình không mình bạn đã nói no, yo un día